Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất của bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam gặp bất lợi cực lớn tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Với chiều cao trung bình 176,8 cm, U23 Việt Nam chỉ xếp vị trí 13 trên 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Chiều qua ngày 2 tháng 1, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC công bố danh sách sơ bộ của 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Theo danh sách này, ông Park đã gạch tên Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng trước khi tham gia giải đấu sắp tới tại Thái Lan. Tuy nhiên, đây mới chỉ là danh sách sơ bộ. Chiến lược gia người Hàn hoàn toàn có thể thay đổi 6 tiếng trước trận đấu đầu tiên. Chính vì vậy, cơ hội để Đình Trọng cũng như là Nhâm Mạnh Dũng xuất hiện tại vòng chung kết U23 châu Á là vẫn còn. Cũng trong danh sách này, AFC đã công bố chiều cao trung bình của các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tuy có sự cải thiện đáng kể về chiều cao với các cầu thủ so với 2 năm trước, nhưng U23 Việt Nam vẫn chỉ xếp vị trí thứ 13 trên 16 đội tham dự với chiều cao trung bình 176,8 cm. Tuy vậy, nếu so sánh với đối thủ ở cùng bảng B, các học trò của ông Park vẫn có chiều cao tương đối lý tưởng khi hơn UAE 176,5 cm, Triều Tiên 176,3 cm, xấp xỉ với Jordan 177 cm. Đây có thể sẽ là lợi thế của U23 Việt Nam ở bảng đấu này, khi thời gian gần đây, bóng bổng đem lại thành công cho thầy trò ông Park, đặc biệt là tại SEA Games 30 vừa qua. U23 Việt Nam hiện tại có 10 cầu thủ cao trên 1m8, bao gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng 1m81, thủ môn Nguyễn Văn Toản 1m86, Huỳnh Tấn Sinh 1m82, Hồ Tấn Tài 1m82, Nguyễn Đức Chiến 1m84, Nguyễn Thành Trung 1m81, Nguyễn Hoàng Đức 1m84, Nguyễn Tiến Linh 1m80, Nguyễn Trọng Đại 1m84, Y Elinie 1m80. Những đội có chiều cao trung bình ấn tượng nhất giải đấu này là những cái tên quen thuộc, những ông lớn của khu vực châu Á như Iran 1m82,1 cm, Hàn Quốc 181,2 cm, Australia 180,7 cm, hay Trung Quốc 180,5 cm. Đây đều là những ứng viên vô địch tại giải đấu lần này. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1 năm 2020. Mục tiêu của thầy trò ông Park ở giải đấu này: cố gắng giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam là cuộc đọ sức với U23 UAE ngày 10 tháng 1. Đây là đối thủ chúng ta cầm hòa ở trận giao hữu trên sân vận động Thống Nhất tháng 10 năm 2019, nên khả năng giành điểm của U23 Việt Nam ở trận này rất lớn. Báo châu Á khuyên các đội nên cẩn thận trước U23 Việt Nam. Fox Sports Asia khẳng định sau những gì U23 Việt Nam làm được ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, các đội bóng không nên đánh giá thấp thầy trò Park Hang-seo. Fox Sports Asia đăng tải bài viết có tiêu đề "Tấm vé dự Olympic Tokyo có thể biến vòng chung kết U23 châu Á 2020 trở thành giải đấu hấp dẫn nhất." Cây viết Gabriel Tan cho rằng, dù đây mới là lần thứ tư giải đấu được tổ chức, U23 châu Á nhanh chóng trở thành nơi hội tụ của những tài năng trẻ sáng giá nhất châu lục. Ở giải năm nay, các đội không chỉ tranh đấu để giành chức vô địch mà còn hướng đến mục tiêu dự Olympic 2020. Nhật Bản là đội chủ nhà. Sau những đại diện như Qatar, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia cũng muốn góp mặt. Bên cạnh đó, thực sự thiếu tỉnh táo nếu bỏ qua những đội bóng được đánh giá chiếu dưới, đặc biệt sau những gì Việt Nam làm được năm 2018, Fox Sports Asia nhận định. Bài báo nói thêm, một số người cho rằng một bóng đá tại Olympic không phải sự kiện lớn. Tuy nhiên, danh sách những cầu thủ từng góp mặt tại sự kiện này có cả Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Romario Hernan Crespo, Carlos Tevez. Bên cạnh đó, Fox Sports Asia cũng điểm lại những cột mốc đáng nhớ của vòng chung kết U23 châu Á tính đến nay. Ở lần đầu tiên được tổ chức năm 2013, Iraq đăng quang ngôi vị quán quân sau khi giành 3 chiến thắng 1-0 liên tiếp tại giai đoạn knockout. Năm 2016, chứng kiến Nhật Bản, đội bóng sở hữu tài năng như là Takumi Minamino, Takuma Asano và Soya Nakajima giành chiến thắng 3-2 kịch tính trước Hàn Quốc để giành chức vô địch. Chưa đầy 4 năm sau, Minamino trở thành cái tên nổi tiếng ở châu Âu khi chuyển đến đầu quân cho Liverpool từ RB Salzburg. 2 năm trước, U23 Việt Nam làm nên kỳ tích khi vào chung kết. Sau đó thì U23 Uzbekistan đã phá hỏng bữa tiệc ăn mừng của họ khi giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trong cơn bão tuyết ở Thường Châu, Trung Quốc. Fox Sports Asia viết, bài báo kết lại, đó là lý do tại sao U23 châu Á nhanh chóng phát triển thành đấu trường dành cho ngôi sao trẻ sáng giá nhất châu lục từng cùng nhau tranh tài.
Họ gây chú ý theo cách của riêng mình và giải đấu năm nay hứa hẹn còn nhiều thú vị hơn nữa. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain ẩn chứa nhiều phép tính cần lời giải của ông Park trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, trận đấu tập giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain chiều nay tại Bangkok, Thái Lan sẽ được giữ bí mật. Đây là trận đấu có ý nghĩa tổng duyệt đối với cả hai đội, theo yêu cầu của ban huấn luyện U23 Việt Nam và U23 Bahrain. Trận đấu diễn ra trên sân không khán giả và không có báo chí tác nghiệp. VFF đưa tin. Nhận định trước trận giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain. Trận đấu giữa Việt Nam và Bahrain có ý nghĩa quan trọng với cả hai. Đây là buổi tập dượt cuối cùng cho hai đội trước khi chính thức bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Về phía U23 Việt Nam, toàn bộ cầu thủ có thể tập luyện với giáo án ban huấn luyện đề ra. Không có cầu thủ nào gặp chấn thương hoặc tập với giáo án riêng như những buổi tập trước. Tâm lý toàn đội đều đang rất thoải mái khi đến Thái Lan. Một chút lo lắng dành cho Đình Trọng và Mạnh Dũng khi cả hai không có tên trong danh sách U23 Việt Nam được AFC công bố chiều ngày 2 tháng 1. Dẫu vậy, VFF cho biết ông Park có thể thay đổi danh sách 6 tiếng trước khi trận đấu diễn ra. Các nguồn tin thân cận cho biết rằng ông Park có ý định dùng cả Đình Trọng lẫn Mạnh Dũng trong cuộc đối đầu với U23 Bahrain. Nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ông, cơ hội cả hai được tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 vẫn rất sáng sủa. U23 Bahrain cũng rất trông chờ trận đấu với U23 Việt Nam. Họ muốn thi đấu với thầy trò ông Park để làm quen trước khi đối đầu với U23 Thái Lan trong trận đấu ra quân của mình. Thành phần tham dự trong danh sách U23 Bahrain có nhiều cầu thủ đã từng đối đầu với Quang Hải và các đồng đội tại vòng chung kết U19 châu Á 2016 và ASEAN 2018. Vậy nên đội bóng Tây Á khá tự tin trước khi bước vào trận đấu chiều nay. Trận giao hữu chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2020 giữa Việt Nam và Bahrain diễn ra lúc 17:15 chiều ngày 3 tháng 1. Dự đoán kết quả U23 Việt Nam với U23 Bahrain sẽ là kết quả 2 đều. Dấu hiệu cho thấy thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trở lại vị trí số 1 tại U23 Việt Nam. Trong phần tập của 3 thủ môn U23 Việt Nam, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh luôn tích cực tạo ra nhiều tình huống khó nhằn dành cho Bùi Tiến Dũng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng được ban huấn luyện U23 Việt Nam chọn bát chính tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Hiện trong những buổi tập, Bùi Tiến Dũng được huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh chăm sóc rất kỹ. Thủ môn Nguyễn Văn Toản hiện vẫn thể hiện tốt trong các buổi tập của U23 Việt Nam. Với tính chất tầm châu lục, Văn Toản có phần thua thiệt so với Bùi Tiến Dũng và phần nào là cả Y Elinie, từng chinh chiến nhiều năm từ U16 Việt Nam trở lên. Cách đây không lâu, Bùi Tiến Dũng khẳng định anh phải cố gắng hết sức mới có thể giành lại vị trí chính thức trong khung thành. Chính vì lẽ đó, Tiến Dũng đã và đang cố gắng trong từng phút tập luyện. Dũng tập cách di chuyển trong khi chờ đợi đến lượt bắt bóng. Huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh luôn dành cho Bùi Tiến Dũng những cú sút căng và đi hiểm nhất có thể. Tiến Dũng cản phá 80% cú sút trong buổi tập chiều ngày 2 tháng 1. Trong phần tập chiến thuật, Tiến Dũng có thời gian đứng trong khung thành lâu nhất và được xếp vào đội hình phòng thủ chính của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam nhận đặc quyền hơn cả Hàn Quốc, Nhật Bản tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tại giải đấu năm nay diễn ra tại Thái Lan, tuyển U23 Việt Nam bất ngờ nhận được đặc quyền, ngay cả những đại diện hàng đầu như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng không thể có được. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan, tuyển U23 Việt Nam nằm bảng D cùng những cái tên như là UAE, Triều Tiên và Jordan. Việc nằm ở bảng đấu cuối này đã bất ngờ cho tuyển U23 Việt Nam một đặc quyền, đó là được chốt danh sách đăng ký các cầu thủ muộn hơn so với đối thủ khác từ 1 đến 2 ngày. Theo quy định từ ban tổ chức giải đấu, 10 ngày trước khi vòng chung kết U23 châu Á khởi tranh, các đội tuyển phải được gửi danh sách sơ bộ 23 cầu thủ cho AFC để kịp triển khai những thủ tục liên quan đến công tác tổ chức giải đấu. Tuy nhiên, hạn muộn nhất để thay thế cầu thủ là 6 tiếng trước khi tham dự trận đấu đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa rằng các đội bóng ở bảng A, B, C sẽ phải đưa ra danh sách chính thức sớm hơn các đội tuyển ở bảng D như U23 Việt Nam và đây là lợi thế dành cho ông Park và các học trò. Ở bản danh sách sơ bộ gửi AFC, huấn luyện viên Park đã gạch tên hậu vệ Trần Đình Trọng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Việc Đình Trọng vắng mặt đã gây ra sự lo lắng và tiếc nuối nơi các cổ động viên bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, anh hoàn toàn có thể trở lại vì đây chưa phải là bản danh sách cuối cùng. Hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội FC vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương dài hạn và đó là lý do huấn luyện viên Park bỏ ngỏ khả năng đưa anh vào trong danh sách chính thức tham dự vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.
Đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị giải đấu sắp tới đây. Dự kiến thầy trò ông Park sẽ có 3 buổi tập, một trận đấu giao hữu kín với U23 Bahrain. Đây sẽ là những bài test để vị chiến lược gia người Hàn chọn lọc đội hình ưu tú nhất. Trận đấu đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu này chính là cuộc đối đầu với đội tuyển UAE ngày 10 tháng 1. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.